Dạ, Bùi Hải Vlog chào ông bà, cô chú, anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog. Sáng nay Bùi Hải vô lau mộ cho cậu, cô chú, anh chị ạ. Bữa nay vô chưa thấy ai tới hết trời. Chưa ai tới hả anh Ngọc? Rồi sáng nha. Bông quá trời bông hả mộ cậu. Chấm hình bông vàng không? Bông vàng hả? Mới chấm xong luôn. Anh bông này giống như loại bông mà đủ màu đúng không? Khác. Mà cái kia nó nhiều màu, còn này một màu. Bình khác hơn nữa. Bình kia bình kia luôn. Cái bông này có chị em Loan gửi lên hả? Có bông có chị em Ngọc nha. Bông này giống như cái bông bảy màu vậy đó, nhưng mà cái này có một màu à. Sáng mộ cậu à, bông quá trời. Gà cúc, hoa hồng. Sống đời. Cái này nó bị nắng quá, nó bị ấy nè. Súc keo phải không? Không phải súc keo mà nó bị dinh đó không? Bị dinh. Thì đúng rồi. Để ngoài nắng này nó phải dinh lên chứ sao? Cái này không để ngay ngắn nhiều khi nó ngã luôn á. Chứ giờ để đây là phải nắng rồi chứ không? Nắng quá bị dinh luôn. Nó không phải cao đất mà nó dinh nó tròn lên. Này kiếm cái cây gì đẹp xuống đây nè. Nó cũng chín nè, à, nó chín rồi giờ đè nó cũng chín nè. Sáng mộ cậu à. Quá trời đẹp luôn. Bánh chưng, bánh dày, dưa hấu. Cục vàng 4 số 9. Mai đào. Mai đào mà mai đào của Bùi Hải mua vô mà tính gắn cây mai của cậu mà không được nên gắn mấy cây này nhìn cũng đẹp quá. Mai đào hai cái bông trang của cậu chứ anh chị, nên giờ mình gắn mai mai đào mai nha. Thôi lau mộ cho cậu đi.
đâu, không thấy ai hết trời. Không có ai là không có ai. Không có ai thì lâu một mình. Mấy cây sống đời này anh Ngọc có xịt nước không Ngọc? Ba bữa. Em thấy nó có chậu nó héo rồi nè. Đó, hai chậu luôn. Hai chậu màu trắng, hai màu vàng nè. Sao màu đỏ ta còn tươi quá, màu vàng cho nó héo quá trời. Dạ. Hai chậu màu vàng bên kia, ở đây cũng nó cũng cần héo nữa nè. Cả tới tết bông còn nhiều. Mốt qua tết chị em không bông phải ha. Em đang like coi. Like cô chú nào có mua bông cho đem vô cho cậu không? Này ai mua đem vô sáng cũng đậu thì nửa giờ nè. Đem vô. Sáng một cậu ngập tràn bông hoa luôn rồi cô chú anh chị ơi. Toàn là bông không, không thấy gì. Vài ngày nữa là một cậu là bông đầy nhóc. Không có đường để đi luôn. Ở bên đây nó hơi hẹp hẹp rồi nè. Đi muốn xém đụng cái bông mà. Bông gì? Bông lan không à? Bên đây nãy đi vô nữa xém quẹt cái bông lan. Một cậu để cho làm miếng nữa đi cho nhìn thấy ra toàn cảnh màu cậu. Thì hổm cô bên giờ qua không được đó. Cái này mà rồng này mà giờ sát qua mí bên đây nè là cái đường hai bên lộng mà đem qua thì che bên cô Huệ rồi. Mai của cậu rồi không còn cái nhánh bông nào luôn cô chú anh chị. Héo úa hết luôn rồi. Còn duy nhất được một nhánh nè. Héo úa. Héo 5 tháng hết rồi. Màu cậu đẹp quá đẹp rồi cô chú ơi. Bữa nay bông hoa quá chừng luôn. Thôi để dựng máy đi thắp nhang cho cậu. Hôm nay không biết mấy anh lớn về chưa nữa. Có mấy anh lớn về rồi đông vui. Hổm giờ không có mấy anh lớn chứ. Bồ có chân.
nay không biết mấy anh lớn về chưa nữa. Thầy ơi, về đi cho đông vui chứ hổm giờ vắng mấy anh lớn ở trên đây buồn quá chừng. Không có mấy anh lớn đâu nói chuyện đâu buồn quá. Rồi sáng mà ổ cậu đẹp, quá đẹp. Này là tuyệt đẹp luôn á chứ không có quá đẹp gì nữa. Bên đây thì bánh chưng bánh dày. Còn xung quanh là hoa quá chừng luôn. Thầy bữa nay mấy anh lớn có về không nói chuyện nào. Bánh chưng thiệt hả mai ăn coi. Đây chụp cái góc nào đẹp đẹp này. Thôi Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Cũng như ông bà cô chú có xem kênh của Bùi Hải Vlog, có thương Bùi Hải thì cho Bùi Hải xin một lượt like, lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất. Tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Và một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú ạ.